Phía Harry Won phản ứng ra sao khi Trấn Thành bị réo tên vào thị phi? Hiện tại Trấn Thành đang nhận được sự chú ý đầy mạnh mẽ từ phía cư dân mạng bởi tin đồn liên quan đến một nghệ sĩ có tên T. Vào sáng ngày 26 tháng 4, Trấn Thành bất ngờ bị cư dân mạng réo tên bởi sự trùng hợp với tin đồn liên quan đến một nam nghệ sĩ có tên viết tắt, hay từ là T. Để trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn nam nghệ sĩ có tên T. T bị nghi đã quỵt tiền hóa đơn tại một địa điểm ăn chơi nổi tiếng. Bên cạnh đó, sau khoảng một tuần phía T vẫn chưa có động thái trả lại phần tiền như đã hứa hẹn với chủ tài khoản đăng tải thông tin trên. Southstar đã ngay lập tức liên hệ với Harry Won để có thể tìm hiểu thêm về thông tin trên. Tuy nhiên dù Southstar đã nhiều lần cố gắng liên hệ, phía giọng ca như anh đã mong chờ đều tắt máy mũi khi có cuộc gọi đến và không hề có động thái hồi đáp lại. Còn về Trấn Thành, khi Southstar liên lạc phía NMC cho biết đã nắm bắt được vụ việc trên. Tuy nhiên, vì ở thời điểm hiện tại phía Trấn Thành còn đang bận rộn với lịch trình công việc nên sẽ sớm đưa ra phản hồi với Southstar trong thời gian gần nhất. Về tin đồn liên quan tới vụ việc diễn viên T quỵt tiền hóa đơn ăn chơi, chủ tài khoản đăng tải tin đồn khẳng định trong bữa tiệc này còn có hai người khác. Tuy nhiên, ở cuối buổi tiệc người này đã phải trả hết số tiền lên tới 187 triệu vì T nhờ thanh toán giúp và cả hai người bạn trên đã chủ động đi về trước đó.